Hai kẻ trộm chó trên đường tẩu thoát đã bị hàng chục người dân phát hiện vây đánh. Sau trận đòn hội đồng, một người chết, một người bị thương nặng, còn xe máy bị đốt cháy. Nếu các bạn muốn mua robot giá rẻ uy tín, hãy đến với Stone Roblox 24h.com nhé.